Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Nhân Đi, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng kiếm và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu còn còn chuyên kỳ kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Bolider. Ở tập dự án hôm nay thì bạn sẽ còn vào link thì dưới phần mô tả video sau đó các bạn nút start để share report. Chúng ta sẽ nên được join vào group Terra với nhiệm vụ mở sổ, chứ tiên là join group Terra. Mấy em thông cảm có trong video tiếng vang vì hôm nay mình quên không mang cáp đi. Đó, mở tiếp quyền Discord. Các bạn ấn vào phần Asset Inva. Ok, mình đã join thành công. Mình sẽ kiểm tra một số cái test. Như vậy được không? Chúng ta sẽ điền User ID của cái Discord nhé. Chúng ta copy phần username. Paste username phía dưới. Chúng ta ấn vào một Twitter, chúng ta mở cái Twitter ra. Follow Twitter, sau đó chúng ta cũng sẽ bật link cái địa chỉ ví Twitter. Địa chỉ Twitter, tức là gửi username đấy, ta vào profile username người tên ta. Và các bạn paste phần username Twitter phía dưới đây. Selected name. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ và chúng ta chia sẻ được một cái bảng và copy phần username của dự án này. Ồ, tweet này bị xóa rồi anh em ạ, bị xóa rồi. Vì tweet bị xóa nên mình sẽ tìm đến một cái, mình sẽ tìm xuống phía dưới đây. Đây có một cái bài đăng về Adobe. Chúng ta sẽ close tweet lại các bạn này. Thay vì sử dụng là tweet bị xóa đúng không ạ? Ta xuống dưới một tweet này. Ấn phần view. Copy phần link này. Paste phần link phía dưới đây nhé. Email, chúng ta bật link email à. Liên kết email vào. Điền email vào này. Ok. Các bạn có thể thấy là ở đây nó hỏi là địa chỉ ví BNB Chain. Thì hiện nay cái mạng BSC nó đã thay đổi thẻ tên thành mạng BNB Chain rồi. Đấy. Nhưng mà địa chỉ ví vẫn thế anh em nhé. Thì ví vẫn là ví ở trên Chocolate và MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví Ethers rồi đoạn qua trở lại paste vào. Paste phần địa chỉ ví vào đây. Ta blink trước, blink rồi mới paste. Chúng ta báo địa chỉ ví vào này. Ok. Rồi các bạn thể ấn vào check status. Kéo lên trên thôi nè. Mình đã liên kết hết rồi. Bây giờ mình chỉ ấn vào web referral link để đánh test thôi. Có thể nó sẽ báo một số cái lỗi. Nhưng mà cái này thì không sợ lắm em nhé. Đấy, những cái lỗi này là bình thường, chúng ta đã blink xong tất cả mọi thứ rồi. Chúng tôi đã nhận được địa chỉ và chúng ta sử dụng blink token để bạn chiến thắng. Có một ngày check data. Đấy. Rồi các bạn thấy có phần địa chỉ ví ETH các bạn gửi tới bạn bè thân tháp chúng ta tại thêm cơ. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Bolider. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào các bạn.